có hai thể trạng người, là người béo và người gầy. Thì xương người cao tuổi, bản thân xương người cao tuổi đã bị kém dần theo năm tháng rồi các bạn. Đã bị kém dần theo năm tháng, khi mà bước vào độ tuổi khoảng tầm 70, cái tỷ lệ loãng xương rất là cao. Người cao tuổi thì nên sử dụng ghế massage như thế nào? Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trung Huy. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi của một bạn khán giả ở Yên Bái. Sáng ngày hôm qua có hỏi tôi là em muốn mua ghế tặng bà nội năm nay gần 80 tuổi thì nên mua loại như thế nào, và người già có những lưu ý như thế nào không khi dùng ghế massage. Thì hôm nay mình làm cái video này để trả lời bạn. Thứ nhất là rất là cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi trên kênh YouTube của mình. Thứ hai nữa là mình muốn trả lời cho bạn bằng video để không chỉ trả lời cho bạn mà trả lời cho thêm những người khác, cho rất nhiều người khác. Họ có chung câu hỏi với bạn thì sẽ được giải đáp, đúng không ạ? Có bất cứ vấn đề gì về ghế massage, các bạn cứ gõ cái điều mà các bạn muốn tìm và tên của mình ở phía sau. Thì gần như mình cũng có rất nhiều video, có gần 1.000 video các bạn. Gần 1.000 video để chia sẻ với các bạn. Thì gần như mọi vấn đề về ghế massage này mình đều có hết. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là người cao tuổi thì nên sử dụng ghế massage như thế nào, đúng không ạ? Người cao tuổi thì nên sử dụng ghế massage ra làm sao? Thì cái thứ nhất ấy, đó là người cao tuổi thì sẽ có hai nhóm. Đầu tiên là những người mà các bác, các bà, các ông gầy, rất là gầy. Cái thứ hai là thể trạng người béo béo bình thường. Đó, thì có hai cái loại đó. Thì đối với người cao tuổi, chúng ta nên lựa chọn những dòng ghế massage mà nó mang tính chất là thư giãn, nhẹ nhàng nhiều hơn là các dòng ghế massage trị liệu. Bởi vì người cao tuổi khi mà bước qua độ tuổi 70 rồi thì cái vấn đề về về massage vật lý trị liệu thì nó sẽ có thể gây cảm giác bị đau cho các cụ, đúng không? Bị đau cho các cụ. Cho nên là khi mà chúng ta lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn dòng ghế massage nhẹ nhàng. Đó là một. Cái thứ hai nữa là có hai thể trạng người, là người béo và người gầy. Thì xương người cao tuổi, bản thân xương người cao tuổi đã bị kém dần theo năm tháng rồi các bạn. Đã bị kém dần theo năm tháng, khi mà bước vào độ tuổi khoảng tầm 70, cái tỷ lệ loãng xương rất là cao. Thế cho nên là đối với những người gầy thì mình, đặc biệt là những người gầy thì mình chỉ nên dùng các dòng ghế massage nhẹ nhàng thôi. Các dòng ghế massage nhẹ nhàng thôi. Bởi vì là khi đó thì kiểu như da bọc xương ấy, mà mình sử dụng các dòng ghế massage mà nó day miết mạnh thì cái này mình chưa gặp bao giờ, nhưng mà mình cũng cần phải khuyên cáo. Bởi vì là tốt nhất là đừng để sự việc xảy ra mới nói cho nó dễ, đúng không ạ? Đó là cái việc mà nếu như mà người cao tuổi mà bị loãng xương cả chẳng hạn thì mình nên sử dụng các dòng ghế nó nhẹ nhàng thôi, để tránh tình trạng là nó có thể tác động vào các cái xương của người cao tuổi và nó gây những cái chấn thương. Ví dụ như bà nội mình hiện nay là 96 tuổi nhưng vẫn đang dùng ghế massage, thì cũng chỉ dùng cái dòng ghế massage nó nhẹ nhàng thôi, chi phí rất là thấp, đúng không? Chi phí rất là thấp và vẫn đang dùng bình thường hàng ngày, vẫn đang dùng bình thường hàng ngày. Thì đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn, mình muốn chia sẻ với các bạn. Chứ còn nếu như mà người mà gầy mà dùng dòng ghế massage mạnh quá thì cũng không nên. Đó. Thứ hai đó là những người bị béo phì, béo thì lên như thế nào. Thì đối với những người bị béo phì những cả ấy, thì nên sử dụng những cái dòng ghế massage nó sâu hơn ở phần chân, nó xoa bóp và đả thông các huyệt đạo một cách tốt hơn rất là nhiều. Đó. Thì ngoài vấn đề vẫn là nhẹ nhàng, vẫn là massage nhẹ nhàng, nhưng mà cần có các cái chế độ massage chuyên sâu ở phần lòng bàn chân các bạn. Cần có chế độ massage chuyên sâu vào lòng bàn chân để nó giúp đạt thông huyệt đạo, giúp quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể của các cụ được diễn ra tốt hơn. Nó giảm tình trạng mỡ máu, giảm tình trạng huyết áp các thứ thì nó rất là tốt. Đó, thì người cao tuổi thì dùng cái massage này đều chắc chắn nên dùng rồi. Và nó thật với các bạn, nó chắc chắn nên dùng rồi. Bởi vì cơ thể khi đó thì đã có rất nhiều các cái bộ phận xuống cấp và hỏng hóc rồi. Thì mình cần có quá trình gọi là chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các bạn nhé. Đó. Đó là chia sẻ của mình dành cho bạn hôm qua ở Yên Bái có hỏi mình câu hỏi đó. Thì nếu như mà các bạn muốn chi tiết hơn thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình vào số điện thoại, hoặc gọi điện trực tiếp vào số hotline mình để trên màn hình đây này. Đó. Hoặc có thể inbox cho mình vào fanpage Chu Quang Huy.
đúng không ạ? Bếp của mình cũng Trung Quang Huy luôn. Mình sẽ có các đội ngũ, các bạn cộng sự, các bạn đồng nghiệp của mình, các bạn sẽ tương tác, trả lời các bạn, tư vấn cho các bạn trực tiếp một một, thì nó sẽ rất là tốt, tốt hơn rất là nhiều đó. Còn thứ hai nữa là nếu như các bạn có thể thì hãy đến các cửa hàng của Fuji Luxury ở trên toàn quốc, của Fuji Care ở trên toàn quốc. Bên mình hiện nay thì cả Fuji Care, Fuji Luxury thì có khoảng 80 cửa hàng trên toàn quốc các bạn. Thì các bạn cứ nhắn tin cho mình vào fanpage đấy, thì các bạn ở tỉnh nào mình sẽ chỉ cho bạn cái địa chỉ ở tỉnh đó để các bạn có thể qua trải nghiệm thực tế, đúng không ạ? Cái gì thì cái, nếu trải nghiệm thực tế được là tốt nhất, còn không thì bên mình cũng có chính sách như là cho khách hàng trải nghiệm tại nhà hoàn toàn miễn phí đấy, trải nghiệm tại nhà hoàn toàn miễn phí, thì mọi người cũng có thể là gọi điện cho bên mình và cung cấp thông tin để bên mình chuyển ghế lên tại nhà cho mọi người trải nghiệm tại nhà hoàn toàn miễn phí, mình không cần phải đi lại, không cần phải đi lại. Và ưng thì mình lấy ưng thì thôi, không sao hết, không phải mua bán gì hết, không phải chi phí gì hết bạn, không phải mua bán không chi phí gì cả đó. Thì đấy là cái rất là quan trọng. Thì đấy nhá, video ngày hôm nay mình chia sẻ với bạn đó là người cao tuổi thì nên dùng ghế massage như thế nào, dùng loại nào là phù hợp, thì đấy là cái điều rất là quan trọng các bạn. Bởi vì mua cái ghế massage về mà nó không phù hợp ấy thì chúng ta sẽ bị cái tình trạng là nó sẽ dùng, nó sẽ gây chán, gây cảm giác chán các bạn. Thì khi mà mình lựa chọn cái ghế nó phù hợp thì không chỉ là mình khỏe ra mà mình có cảm xúc khi mình dùng nó, có cảm xúc khi dùng nó nhá. Ok, xin chào bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng cuộc sống. Hãy trân quý sức khỏe của mình ngay từ ngày hôm nay chứ đừng để ngày mai ngày kia nữa. Ok, xin chào mọi người, nhớ đăng ký và chia sẻ giúp mình nha, để mình có thể lan tỏa nhiều hơn tới những người khác. Ok, bye bye, xin chào mọi người.